Chết rồi, xé xéo đây à? Chết rồi. Đấy xẻ là chiều to à, có. Chỗ này nó xé không? Chỗ này nó xé xuống không? Nó xé không? Đó, nhưng mà úp lại. Úp lại mình thái vô còn 40 hộp lại, mình quay lại mình mặc luôn 40 này. Là nó dính có một tấm thôi. Cái băng 36 đó, để cho nó chống vây chống mo. Còn đâu là trên này thì lấy băng đánh người để làm mấy bộ các bạn. Nghiêng à?
chất cây lim này nó khác gì của mình đâu nhở. Thế cái cây của mình có khi còn ngon hơn nhở. Chất cây của mình còn ngon hơn chất này á. Nó cũng thế, chất này là thế. Mười hai à? Em mấy? Đủ 12 không? Em mười. Tiếp theo là mình xẻ đường 12 phân. Này sạch rác luôn đấy nhờ. Hai mét 85 rộng 82 dày 12 có nhờ. Hai mét gỗ gỗ đi con can đi vàng có nhờ, đi vàng nhá, đi vàng nhá. Gỗ đi vàng nhá, mặt đẹp không thì hết sáu mặt luôn. Điện 250 nhân 60 nhân 15. Anh ơi, anh thân anh gửi lại thông tin số. Anh em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác nhé. Các bác để lại số, anh em liên hệ trực tiếp với các bác cho dễ để trao đổi cụ thể hơn. Quy cách mẫu mã chất lượng làm sao? Ở đâu em trai, em ở Gia Lai. Các bác cần thông tin hay tư vấn về gỗ limocan hay mặt bàn hay sofa hay là mặt bàn này, sofa này, sập này, bàn ăn này, K3 này. Đấy, tất cả những thông tin liên quan đến gỗ nguyên khối, gỗ lim xanh, lim vàng, gỗ có đỏ thì các bác để lại thông tin. Anh em Sơn sẽ trực tiếp liên hệ.